Đúng ngày mùng 2 tháng 2 âm lịch năm 2024, con giáp này sẽ đón nhận cơn mưa tài lộc, may mắn bủa vây, hạnh phúc ngập tràn, cuộc sống thì giàu sang phú quý. Nếu cẩm tinh những con giáp này thì xin được chúc mừng tất cả các bạn, bởi bước sang cái ngày mùng 2 tháng 2 âm lịch, cái ngày giáp tuất này, thì cuộc sống của các bạn sẽ đón nhận nhiều trái ngọt. Cái sự nỗ lực cố gắng của các bạn cũng sẽ được đền đáp một cách xứng đáng trong cái ngày hôm nay. Các dự án mà các bạn tham gia thì đều đạt được những cái thành công nhất định. Người thì được tăng lương, tăng thưởng, người thì có cơ hội hợp tác với những cái đối tác lớn có tầm cỡ. Trong ngày hôm nay các bạn cũng sẽ nhận được cái sự giúp đỡ của quý nhân. Nhờ vậy mà cuộc sống của các bạn sẽ bước sang một trang mới, mọi khó khăn sẽ nhanh chóng được giải quyết. Và những con giáp được lộc lá trong ngày mùng 2 tháng 2 âm lịch đó chính là những tuổi sau đây. Thưa quý vị, chúng ta biết ngày mùng 2 tháng 2 âm lịch nó là ngày giáp tuất. Thì con giáp may mắn đầu tiên không ai khác đó chính là những người tuổi Mão. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong ngày hôm nay những người tuổi Mão được cục diện là Mão và Tuất là nhị hợp. Vậy nên cái cục diện nhị hợp nó cũng sẽ giúp cho những người tuổi Mão có được cái sự minh mẫn và sáng suốt để giải quyết gọn gàng những cái vấn đề mà mình đang gặp phải. Tiến trình sự việc thăng tiến cũng khá là suôn sẻ. Các bạn có thể gặp vài cái biến cố bất ngờ trong ngày hôm nay, nhưng mà trong hoạn nạn lại có cơ hội. Cũng nhờ vậy mà các bạn có thể giành được cái sự tín nhiệm của cấp trên và sự đồng lòng của mọi người xung quanh. Cũng nhờ cát khí mà cái vận trình tài lộc của những người tuổi Mão cũng tương đối là ổn định. Nhờ thế mà bản mệnh có thể thoải mái chi tiêu, không cần phải quá lo lắng về cái vấn đề tiền bạc. Nhưng quý vị hãy quản lý tài chính một cách hợp lý, đừng cứ tiêu pha hoang phí, kẻo tiền có chất thành núi rồi cũng sẽ sớm bị tan biến mất. Bên cạnh đó thì cái sự nghiệp của những người tuổi Mão cũng rất là tốt đẹp. Mặc dù người tuổi Mão còn có một cái đặc điểm khá tốt, đó là gì, bên ngoài vô lo vô nghĩ nhưng bên trong lại gì thâm sâu khó lường. Nên khi làm việc với những người tuổi Mão ấy, thì sẽ khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy rất thoải mái, an toàn và cảm thấy là chất lượng công việc cũng rất là tốt. Khả năng đồng cảm cao nên là cũng được đồng nghiệp yêu mến. Nhân duyên thì phong phú, mở ra cái cơ hội giải quyết cái công việc được tốt hơn. Nói chung ấy, bên cạnh đó thì cái tình cảm của những người tuổi Mão trong ngày hôm nay nói chung là cũng gì, cũng đa màu sắc. Khi mà được cục diện ngũ hành nó tương sinh, nó hội tụ. Nói chung ấy, đời sống hôn nhân của những người tuổi Mão hay là tình yêu ấy thì cũng đều có thì có được một cái may mắn tốt lành. Thêm nữa lại được quý nhân tương trợ giúp đỡ, nên là trong thời gian này đấy, chỉ cần quý vị bỏ ra một chút thời gian thôi là đối phương có thể là gì, hoàn toàn yên tâm về các bạn. Vậy nên để bảo vệ hạnh phúc của mình cũng như là để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc thì những người tuổi Mão cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mão, đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn không ai khác đó chính là những người tuổi Ngọ. Thưa quý vị, những người tuổi Ngọ trong ngày giáp tuất này cũng được cục diện là Dần, Ngọ, Tuất là tam hợp. Thì được tam hợp nó che chở, vậy nên những người tuổi Ngọ được dự báo sẽ có một ngày làm việc hăng hái và chất lượng vô cùng. Cái thái độ nghiêm túc và kiên trì nó mang đến cái thành công cho những người tuổi Ngọ. Các bạn không để khó khăn khiến cho bản thân mình chùn bước, mà còn thông qua đó để khai phá cái khả năng tiềm ẩn của mình. Một khi mà các bạn đã hạ quyết tâm làm gì thì các bạn làm cho bằng được. Nhờ vào chính cái nỗ lực của bản thân cộng thêm với cái đôi chút may mắn do cái thời vận nó mang lại, thì đây chính là cái thời điểm mà những người tuổi Ngọ tỏa sáng, làm mọi điều mình muốn hoặc là ấp ủ từ lâu. Tỷ lệ thành công cũng rất là cao. Bên cạnh đó, công việc trong cái thời gian này cũng tiến triển khá là suôn sẻ. Làm gì cũng có đầu có cuối. Cái sự nỗ lực của các bạn cũng quy đổi bằng cái thành quả, bằng cái quả ngọt xứng đáng. Dù là làm người làm công ăn lương hay là những người làm tự do ấy, thì các bạn đều hài lòng với những gì mà mình đạt được. Cái việc ký kết hợp đồng ấy cũng tiến triển khá là thuận lợi. Nói chung ấy, đầu xuôi đuôi lọt mang về cho các bạn không ít cái lợi nhuận. Trong ngày hôm nay thì
Con giáp này cũng gì sẽ gặp được nhiều cái may mắn về phương diện tiền bạc. Tài lộc thì vượng phát, có thể là do các khoản đầu tư sinh lời hoặc là những cái ký kết hợp đồng lớn cũng đã được xảy ra trong thời gian này. Một số người còn may mắn trúng thưởng. Đấy. Nhiều người cho rằng các bạn gặp may mắn, nhưng trên thực tế thì đó là cái thành quả bằng những sự nỗ lực suốt thời gian vừa qua của những người tuổi Ngọ. Thêm nữa, lại được cục diện ngũ hành tương sinh nên là những người tuổi Ngọ sẽ đón nhận nhiều tin vui trong chuyện tình cảm. Những người đang yêu thì đừng để những cái lý do bên lề nó trở thành cái rào cản ngăn cách hai người. Gặp được người yêu và khiến mình an tâm, luôn gắn bó, không phải là cái điều dễ dàng. Vậy nên, quý vị hãy trân trọng cái tình cảm này nhé. Và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Ngọ cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng cũng được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Ngọ. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba trong ngày mùng 2 tháng 2 âm lịch, ngày Giáp Tuất, không ai khác đó chính là những người tuổi Dần. Thưa quý vị, những người tuổi Dần được cục diện là Dần, Ngọ, Tuất là tam hợp. Nói chung ấy, trong cái thời gian này thì cái cục diện tam hợp nó xuất hiện, nó mang đến cho những người tuổi Dần nhiều cái tin vui ở các phương diện trong cuộc sống. Hỉ khí thì ngập tràn, nói chung ấy, bản mệnh làm gì cũng nhận được cái sự công nhận của mọi người xung quanh. Khó khăn thì cũng có người đứng ra giúp đỡ một tay. Được sự hỗ trợ của tam hợp quý nhân, ví như là được hổ mọc thêm cánh, nói chung bản mệnh hành sự thì thuận lợi, đạt được nhiều cái thành tích đáng nể trong cả sự nghiệp lẫn vấn đề tiền bạc. Với những người làm chủ hoặc những người làm tự do kinh doanh ấy, thì đây cũng là cái thời điểm mà ghi dấu ấn về cái sự đột phá với nhiều cái thành công lớn lao hơn nữa. Nói chung ấy, gia chủ cũng ký kết được nhiều cái hợp đồng lớn, bỏ túi không ít cái lợi nhuận. Mọi việc thì tiến hành một cách trôi chảy, càng về sau lại càng thuận lợi. Thêm nữa, cái vận trình tài lộc của những người tuổi Dần ấy cũng sẽ vô cùng là vượng phát. Đó. Những người kinh doanh buôn bán thì đắt hàng, những người làm công ăn lương thì có nguồn thu nhập đều đặn, rủng rỉnh. Tiền bạc dư giả nó cũng sẽ giúp cho những người tuổi Dần ấy, nói chung là chi tiêu cũng thoải mái, mát tay hơn trước mà không phải suy nghĩ quá nhiều. Trong ngày hôm nay, ngày mùng 2 tháng 2 âm lịch, ngày Giáp Tuất ấy, thì nói chung cái vận trình tình cảm của những người tuổi Dần cũng khá là tốt. Đào hoa thì nở rộ, những người độc thân thì có sức hút vô cùng lớn với những người khác phái. Có thành công hay không ấy, thì hoàn toàn phụ thuộc vào cái cách mà các bạn hành xử, có chịu mở lòng mình ra hay không mà thôi. Dù vậy thì các bạn cũng không nên giữ cái thái độ mập mờ cùng một lúc nhiều mối quan hệ, kẻo lại gặp những cái rắc rối về sau. Vậy nên để bảo vệ cái hạnh phúc của mình và mang lại cái may mắn tài lộc, thì những người tuổi Dần cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dần. Đó là con giáp may mắn thứ ba. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ tư trong ngày mùng 2 tháng 2, ngày Giáp Tuất, thì không ai khác đó chính là những người tuổi Tý. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong cái ngày mùng 2 tháng 2 âm lịch thì những người tuổi Tý được chính ấn nó che chở, nên là cái sự nghiệp có phần khởi sắc hơn hẳn. Các bạn cũng sẽ nhận được những cái tin vui liên quan đến cái việc là hoàn thành các dự án hay là gặt hái được những cái thành quả sau bao ngày nỗ lực bền bỉ vất vả của mình. Cũng nhờ những cái may mắn nó tới trong ngày hôm nay mà cái tâm trạng của những người tuổi Tý cũng tràn đầy hứng khởi, làm việc thì hăng say hơn và cũng sẵn sàng giúp đỡ khi mà người khác cần mình. Với cái lòng nhiệt tình và cái sự chân thành của mình ấy, thì cũng khiến cho các mối quan hệ nó trở nên là gì? Tốt đẹp, êm ấm hơn. Tiếc rằng trong ngày hôm nay ấy, thì những người tuổi Tý, Tý Thủy gặp Tuất Thổ, gặp cục diện là Thổ Thủy tương khắc, nên là cái chuyện tình cảm lứa đôi, cái chuyện vợ chồng thì có phần nguội lạnh một chút. Mỗi khi mà xảy ra xung đột thì các bạn có xu hướng nâng cao cái quan điểm của bản thân thay vì lắng nghe đối phương. Đây là cái tật xấu mà những người tuổi Tý cần phải sửa đổi càng sớm càng tốt để giữ cái hạnh phúc của mình. Vậy nên để bảo vệ cái hạnh phúc cũng như là để mang lại cái may mắn về tiền bạc thì những người tuổi Tý cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để trợ mệnh hộ thân.
Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tý. Đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo con giáp may mắn thứ năm trong ngày hôm nay không ai khác đó chính là những người tuổi Tỵ. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong cái ngày mùng 2 tháng 2, ngày Giáp Tuất này, thì những người tuổi Tỵ được thực thần nó chiếu mệnh, nó giúp cho con đường tài vận của những người tuổi Tỵ tăng tiến không ngừng, tài lộc thì hanh thông. Những người làm công ăn lương ngoài công việc chính thì có thêm cái công việc phụ, kiếm tiền bằng chính cái tài năng của mình, dẫn đến là cái thu nhập cũng nhanh chóng được cải thiện. Trong khi đó, những người theo cái nghiệp kinh doanh buôn bán thì cũng có một ngày làm ăn phát tài phát lộc, giành được cái thành công trong cái việc kinh doanh của mình. Cũng bởi con giáp này biết cách chất lọc thông tin, đón đầu cái xu hướng, đáp ứng nhu cầu khách hàng nên là không phải lo lắng về cái chuyện tiền bạc. Bên cạnh đó, lại được cục diện ngũ hành tương sinh, đúng không ạ? Ngũ hành tương sinh, vậy nên nó còn mang đến những cái may mắn cho người tuổi Tỵ ở phương diện tình cảm đôi đôi. Dù còn độc thân hay là những người đã có đôi có cặp thì đều có cái tin vui về cái chuyện nhân duyên. Không có gì là bất ngờ nếu như các bạn gì có một cái tình yêu thăng hoa, thì quý vị hãy cùng đối phương tận hưởng những cái giây phút ngọt ngào của tình yêu mang lại nhé. Và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cũng như là gì gia tăng cái hạnh phúc gia đình, thì những người tuổi Tỵ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tỵ nhé. Tiếp theo con giáp may mắn thứ 6 trong ngày hôm nay thì đó chính là những người tuổi Thân. Những người tuổi Thân được cục diện là Thân, Dậu, Tuất là tam hội. Đó. Cái tam hội cục nó giúp cho cái vận quý nhân của những người tuổi Thân được khởi sắc rõ rệt. Dưới cái sự chỉ dẫn của đối phương thì những người tuổi Thân có thể giải quyết được nhiều cái khó khăn trước mắt rất là tốt. Bản mệnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, không khuất phục trước bất cứ cái chướng ngại nào. Tài lộc trong ngày hôm nay của những người tuổi Thân cũng khá là dồi dào, đặc biệt là thích hợp với những người làm nghề kinh doanh, đẩy mạnh các kế hoạch cầu tài cầu lộc của mình. Lợi nhuận buôn bán thì cũng tăng vọt. Nhờ vậy mà những người tuổi Thân ấy sẽ sung túc đủ đầy nhiều hơn và không phải lo lắng nhiều đến cái chuyện chi tiêu. Thêm nữa lại được cục diện Tuất Thổ sinh Thân Kim, vậy nên là con giáp này còn nhận nhiều cái tin vui trong chuyện tình cảm. Nhân duyên thì vô cùng tốt đẹp, các bạn có người thầm thương trộm nhớ, nếu mà cảm thấy mình có tình cảm thì hãy chủ động bật đèn xanh để dẫn lối cho người ấy đến với mình. Và để tăng cường cái vận trình nhân duyên mang lại cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Thân cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thân nhé. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong cái ngày mùng 2 tháng 2 âm lịch, ngày Giáp Tuất. Và trong ngày mùng 2 tháng 2 âm lịch, chúng ta sẽ có 6 con giáp được lộc trời cho, được thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên, dễ có cơ hội giàu sang phú quý. Đó là những tuổi sau. 1 là tuổi Mão, 2 tuổi Ngọ, 3 tuổi Dần, 4 tuổi Tý, 5 tuổi Tỵ, 6 và là người tuổi Thân. Đó là 6 con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý trong cái ngày mùng 2 tháng 2 âm lịch, ngày Giáp Tuất. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.